Mời các bạn hãy cùng điểm lại những hoạt động thú vị trong tuần qua của các diễn viên nổi tiếng. Thu Quỳnh dành thời gian bên cậu con trai. Bé Be là con chung của Thu Quỳnh và chồng cũ, nam diễn viên Chí Nhân. Sau ly hôn, bé Be ở với mẹ. Be càng lớn càng có ngoại hình giống hệt bố. Hồng Diễm diện chiếc váy cũ và ngay lập tức các fan đã nhận ra đây là chiếc váy cô từng mặc khi vào vai tiểu thư Cao Minh Châu trong Hướng Dương Ngược Nắng. Dù để tóc ngắn hay tóc dài diện váy thì Hồng Diễm vẫn nhận được cơn mưa lời khen từ phía mọi người. Bình An đi chơi ở một sòng bạc và hài hước than thở không có tiền để chơi vì bị bạn gái, Á hậu Phương Nga giữ hết. Doãn Quốc Đàm đóng bộ Bảnh Bao, nam diễn viên đang tham gia phim truyền hình mới mang tên Đấu Trí. Phim mới của Quỳnh Cun sẽ lên sóng. Trong phim, nữ diễn viên trẻ vào vai một cô thợ sửa xe có tính cách mạnh mẽ, táo bạo. Huyền Ly Di khỏe thân hình gợi cảm trong bộ ảnh mới. Lương Thu Trang đăng loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 32. Trong khi đó, anh Vũ check-in tại một resort nghỉ dưỡng sang trọng. Sau Hương Vị Tình Thân, anh Vũ chưa nhận lời đóng thêm bộ phim nào mới. Mạnh Trường đang đi du lịch nước ngoài cùng với vợ. Vợ nam diễn viên cũng đang mang bầu đứa con thứ ba. Ngọc Huyền, Em Út Vân Vân trong Thương Ngày Nắng về chững chạc trong loạt ảnh thời trang mới. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.